ở Bến Thành. Rất nhiều du khách, rất nhiều xe bus tụ về đây. Ở đây có những tòa nhà rất là cao. Chỗ này hồi xưa là bến xe lửa. Khu này bây giờ người ta rào lại để làm khu dạo chơi. Xung quanh đặt những chậu cây cảnh. Bên kia là Nguyễn Huệ. Đường này là công trường Quách Thị Trang. Đường này là đình Huỳnh Thúc Kháng. Đây có mấy con chim sẻ, người ta rải lúa cho nó ăn. Buổi trưa nắng hừng hực. Chợ Bến Thành. Công trường Quách Thị Trang. Ở đây là đường Lê Lợi. Rồi thả bộ theo đường Lê Lợi. Sài Gòn, chợ Bến Thành hôm nay. Chỗ này là Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Chỗ này cho mượn xe đạp. Khóa điện tử. Tôi sẽ băng qua đường chờ bớt xe, tôi băng qua đường. Cứ băng qua đường. Công trường Quách Thị Trang. Chợ Bến Thành. Ra đây rất nhiều khách nước ngoài. Đường Lê Lợi. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Nhờ có những hàng cây, do đó trên mặt đường vẫn có bóng mát. Ở đây có trạm chờ xe bus. Tôi sẽ coi xe bus số mấy. Ở
đây có xe bus năm mươi sáu, 152. Các chuyến đi qua con đường Lê Lợi buổi gần trưa. Có nhiều căn tiệm Crystal Check, ở dưới có chữ quà. Đường Lê Lợi buổi gần trưa. Có nhiều căn nhà có kiến trúc cũ vẫn còn giữ lại. Có những chiếc xe nhỏ người ta chở khách đi dạo phố, thay vì thả bộ thì ngồi trên xe, giống như một căn phòng mà biết chạy. Tôi sẽ đi qua tiếp tục đi về hướng đông. Đây không thấy đèn hiệu. Tôi đi qua băng qua. Nếu đi thẳng tôi sẽ ra nhà hát. Takashimaya, tiệm của Nhật, cao tàu. Những thiết trí cho Halloween. Đường Lê Lợi, đường ngang là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Người ta tưới nước. Tưới nước cho cây nó mát. Mỹ phẩm. Những chiếc xe đạp cho mướn. Những tấm hình rất gợi cảm. Sài Gòn Center, trung tâm Sài Gòn. Người ta trồng những cây lại rừng.
Tôi đang đi trên lề đường Lê Lợi, đi về hướng nhà hát. Quang cảnh ở Sài Gòn, trung tâm Sài Gòn, buổi gần trưa. Tôi đang chờ đèn, đổi đèn. Tôi băng qua đường. Đường Baxter, đường ngang là đường Baxter, đường dọc vẫn là đường Lê Lợi. Những con đường rất quen thuộc. Ngày nay ở đâu cũng đang chuẩn bị xây dựng. Con đường Lê Lợi buổi gần trưa. Tôi đã thấy bóng dáng của nhà hát. Đường Lê Lợi. Rồi. What? What you say? Oh, I live in Cholon. Cholon. Yeah. Chợ lớn hả? Yeah. Em live Vũng Tàu, working Ho Chi Minh Hotel Sheraton. Yeah, I know. You are Chinese? Yeah, I'm Chinese. Ni hao. Ni hui shuo guo yu hua ma? Yeah, okay, guo shi ma. I'm working a hotel Sheraton hotel here. Yeah. Spa massage my hotel. You got my hotel with a massage? No. Number 4, okay, let's go. Yeah, I know. Number 4. Okay, later. No. Yeah. Thank you. Thank you. Đây là có những người nó kêu mình đi massage. Nó biết nói chút đỉnh tiếng Anh với tiếng Hoa. Làm ăn thì phải biết tiếng Anh và tiếng Hoa. Đây là cây me. Cây me mandarin. Cây me này ở đây người ta trồng rất nhiều những cây me. Gần như là đều trồng me. Tôi sắp tới nhà hát. Ở đây người ta bắt đầu trồng những cây me, những cái lá me non nấu canh chua. Đây là xe đạp cho thuê. Tôi đến ủy ban thành phố. Tôi sẽ băng qua đường. Chờ đèn. Channel. Đây là đường Nguyễn Huệ. Nếu đi thẳng ra bến Bạch Đằng. Sắp tới nhà hát. Nhà hát.
Ở đây có những hàng cây, những cái bông được chăm sóc rất đẹp. Tôi đang lòng vòng Ủy ban thành phố với tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi đang ở trước Ủy ban thành phố, đi lầm vòng chụp với những cái dòng bông rất đẹp. Tượng Bác Hồ, nhiều người tự chụp. Tôi tự chụp hình mình. Mang theo nước uống. Ở đây đã chăm sóc bông rất là đẹp. Khi nóng tôi có quả có thể gọi gió, lúc nào muốn gọi gió thì gọi gió. Mang theo dù, có mưa thì tôi sẽ dùng dù và vẫn có thể lấy hình trong cơn mưa. Đi vòng vòng tự chụp cho mình những tấm hình. Một mình chụp hình, một mình tác nghiệp. Trời nắng quá thì tôi sẽ mang kiếng. Mang kiếng vào thì tiết trời mát mẻ liền, bớt nóng oi bức. Ở đây cảnh trí rất đẹp. Mọi người đến đây để chụp hình. Tôi sẽ đi một vòng trong cái công viên để lấy hình cái vườn bông ở trước văn phòng đô thành. Tỉnh thỏ thì có gió từ bờ sông thổi vào. Tôi có đem theo trái táo. Ăn trái táo.
mình có chuẩn bị, thật ra không có thiếu gì hết. Nhiều người tôi sẽ đảo quanh một vòng ghi cảnh các cái chậu bông ở đây. Ủy ban nhân dân thành phố vị trí nằm nhìn ra sông Sài Gòn. Ở đây người ta chăm sóc các cái bụi hoa rất đẹp. Những bông vàng. Đây là đờ giải thích các chậu bông được chăm sóc kỹ lưỡng, thành ra rất là tốt tươi. Cỏ rất đẹp. Nói tiếng hoàng thoại, nghe lấy giọng Đài Loan. Xe phòng cháy chữa cháy. Bông hồng, nhiều loại bông tôi không biết tên. Nhiều loại bông cúc. Được như thế này có thể nói là được chăm sóc rất tốt, chăm sóc rất kỹ. Đây là hồ sen. Bông sen. Buổi trưa. Trời nắng như đổ lửa, mặc dù là trên trời mây đen che phủ, nhưng mà cái nắng vẫn thiêu đốt. Mặc dù hồi nãy đi tôi đã tắm rồi, tôi đã xối nước. Ở đây là vui lòng, please, không đi lối này, don't go this way, không giẫm đạp lên mảnh xanh.
Don't step or stand on this green area. Bạn thấy cây nào cũng ra bông. Những bụi bông khác nhau chen lẫn, trăm hoa đua nở. Tượng Bác Hồ. Nhìn thẳng ra là bến Bạch Đằng. Nói tiếng Quan thoại. Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890-1969. Xung quanh là một dòng ao sen. Xe bus 2 tầng. Thấy bông sen rất đẹp. Đá sen. Bông sen. Rất nhiều những củ sen, những búp sen. Đây là những búp sen. Gió đầu đưa. Ở đây có một tòa sen nở rộ. Rất đẹp. Trưa nắng bồ câu. Cầu rất vàng. Những tòa sen. Sen sắp nở. Tượng Bác Hồ nhìn ra bến Bạch Đằng. Rất nhiều những đóa hoa. Bây giờ thì tôi đi thẳng ra bến Bạch Đằng.
nắng chói mắt luôn. Tôi sẽ tìm trạm xe bus 01 để về nhà